nó mà bị vàng ấy thì mình phun cái thuốc Coromin 333 EC thì nó sẽ dừng ở cái cành này thôi. Ừ, nó nó sẽ không dừng không không ảnh hưởng gì nó đến không cái ảnh này. hưởng gì đến cái chỗ này nữa. Vâng, cái chỗ này thì nó vẫn xanh. Đấy. Vâng. Đấy. Phun được thuốc này vào thì bộ lá nó cũng khỏe, cũng xanh hơn, cứng Đấy. cáp dày hơn. Nó cứng Mưa lá mà nó dày lá mà nó bóng. ta đang có mặt tại vườn cam của hộ anh Hai, địa chỉ ở trại ba Quý Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang. Trong vụ cam năm 2024 thì anh Hai có sử dụng cái sản phẩm là Coromin 333 EC của công ty cổ phần nông dược Việt Nam để phòng trừ cái bệnh vàng lá và bệnh ghẻ lá ở trên cái vườn cam rong lộc của nhà mình. Sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe anh Hai đánh giá cái hiệu quả của thuốc Coromin 333 EC của công ty cổ phần nông dược Việt Nam. Anh ơi, thì năm vừa qua thì anh dùng mấy lần cái sản phẩm Coromin của Việt Nam? Là anh dùng 3 lần. À thế à? Vâng. Cái sản phẩm của gọi là Coromin ấy. Vâng, dạ. Là anh dùng là lúc lá ban, dạ, chứ không phải là lúc đang lên lộc này. Vâng. Lúc lá nó ban rộng, lá to như này. Vâng, to hơn như này. To hơn như này, vâng, chứ không phải to như này, to hơn như này. Dạ. Là anh dùng. Vâng. Anh thấy hiệu quả. Tức là cứ mỗi một lớp lọc dùng. Mỗi lớp lọc anh phun một lần ấy. Ừ. Vâng. Mỗi một lớp lọc anh phun lúc lần cuối cùng nhất. Dạ, vâng. Để mà cho kéo lọc với cả gọi là không phải là kéo lọc mà vâng, phòng được cái bệnh vàng lá, dạ, và ghẻ lá. Thế là cái cam của nhanh nên là được 4 lớp lọc là anh phun 4 lần rồi anh. Anh phun 3 lần thôi, phun lần 3 đầu lần tiên à? Anh không phun. À thế à, vâng. Ừ, đấy là lần đầu tiên lọc nó ít anh không phun. Vâng, thế là chính thức anh phun 3 lần. Từ lọc 2, lọc 3, lọc 4 là anh phun đúng không? Ừ. Thế là lọc cứ đấy, bắt đầu ban là mình phun. Là nó anh thấy nó hiệu quả thì anh phun phun. Dạ. Thế là anh phun vào là anh thấy là nó hạn chế được cái việc là cái lọc lọc của mình nó bị vàng đúng không? Vàng lá mà. Bị vàng lá. Mà ghẻ lá là nó cũng nó sạch. Dừng. Chứ không phải vâng, là đấy, tức là ấy. Tức là cả vườn thì là phun được cái thuốc đấy vào thì nó lác đác bị từng nó cây có từng bị, từng lọc chứ không phải bị, là không có bị nó vâng, phải có bị nó chỉ bị lác đác thôi. Ví dụ như là hiệu vâng, chứ không phải là bị nhiều. Em cảm ơn anh Hai đã tin dùng cái sản phẩm Coromin 333 EC của công ty cổ phần nông dược Việt Nam ạ.